Yeah, kính chào các bạn. Ngày hôm nay đây là một ngày thứ hai sau vụ cháy tại trung tâm thương mại Đồng Xuân Berlin, và hôm nay chúng ta lại có mặt ở đây, ở ngay cái kho và với trên 5.000 m², và rất nhiều hàng hóa của người Việt Nam đã để ở đây đã bị bốc cháy hoàn toàn. Bên cạnh đó các bạn cũng đã nhìn thấy những cái container được để xung quanh. Đây là những cái container chứa hàng của những cái người giao hàng ở đây. Họ chứa những mặt hàng rất dễ cháy như giày dép, quần áo và cả những vật dụng để làm neo. Đấy là những cái hóa chất bốc hơi rất nhanh và có thể bắt lửa và không thể chữa được. Sở dĩ đến ngày hôm nay, tức là sau 2 ngày, tức là hiện tại là đã cháy sang đến ngày thứ 2, thì cứu hỏa vẫn có mặt ở đây để tiếp tục cứu chữa, và những người cảnh sát vẫn có căng dây ở đây để tiếp tục không cho những phương tiện và xe cộ và những người dân khác đi vào đây. Bởi vì ở trong này các bạn cũng đã thấy vẫn tiếp tục cháy, và những cái ngọn lửa đó vẫn cháy rất lâu, bởi vì là những cái hóa chất và những cái vật chất cháy đó là những cái thứ rất độc hại và có khả năng bùng phát trở lại. Và chúng tôi xin đưa thêm những cái thông tin, những hình ảnh để các bạn cùng biết. Và đây là những hình ảnh mà các bạn đang thấy. Đây là hình ảnh của cảnh sát cứu hỏa vẫn tiếp tục làm việc, và họ đang theo dõi tất cả các tiến trình mà chữa cháy ở đây. Bởi vì đêm hôm qua lúc 12 giờ đêm chúng tôi cũng đã qua khu vực này, thì được biết những người cảnh sát ở đây họ vẫn thường trực ở đây để bảo vệ, vì có thể những ngọn lửa này sẽ tiếp tục bị bùng phát trở lại vào ban đêm, và điều đó là rất nguy hiểm cho những cái căn hộ hoặc là những cái khu thương mại ở xung quanh. Và các bạn trực tiếp đang đứng ở ngay kho giao hàng của Đồng Xuân Berlin, và phía sau đây là một cái nhà kho vẫn đang còn tiếp tục cháy, và đây hiện nay đã cháy đến ngày thứ 2 rồi. Và những cái thông tin ở trong nước qua thông tin xã Việt Nam, qua đài truyền hình, qua các phương tiện truyền thông thì các bạn cũng đã biết sơ bộ, nhưng những thông tin này thì chúng tôi cập nhật mới, và hiện nay là vẫn đang cháy. Đấy, các bạn thấy những đám khói vẫn tiếp tục được bốc ra ở trong những cái khu nhà chứa hàng như vậy. Bởi vì theo như cứu hỏa đã nói, họ đã phải huy động tới 200 người để đến đây để chữa cháy với lực lượng xe và phương tiện rất lớn. Ngoài ra cũng có khoảng hàng trăm cảnh sát và các đội cảnh sát đặc biệt để họ đến, họ ngăn những cái đường phố xung quanh và những cái bến tàu điện xung quanh cũng đã bị đình chỉ hoạt động để không ảnh hưởng đến việc phòng cháy và chữa cháy ở đây. Trong cái quá trình chữa cháy này thì phần vấn đề nước và vấn đề an toàn đã được đưa ra, và bởi vì những người lính cứu hỏa ở đây họ nói rằng là họ không tìm thấy những cái nguồn nước ở gần. Chính vì vậy họ đã phải lấy nước ở rất xa để đưa vào trong khu vực này chữa cháy. Điều đó đã làm chậm trễ các quá trình chữa cháy và khó khăn hơn, phức tạp hơn cho những cái vấn đề mà chữa cháy đang diễn ra. Và bây giờ tôi sẽ tiến sát hơn nơi mà cứu hỏa họ đang tiếp tục phun nước, và hiện nay đã phun nước đến ngày thứ 2 rồi mà tòa nhà này, cái kho hàng này vẫn chưa được dập tắt hoàn toàn, bởi vì là trong này có những chất cháy rất nguy hiểm. Và đứng ở đây chúng tôi cũng đã thấy những cái mùi khét của những cái chất cháy độc hại được bốc ra, và bản thân cảnh sát và những người cứu hỏa ở đây họ nói rằng họ khuyến cáo người dân nên đóng cửa các cửa hàng, đóng cửa các văn phòng xung quanh để tránh hít phải cái khí độc có thể bốc ra từ trong những cái đám cháy như vậy. Đây các bạn đang chứng kiến trực tiếp cái hình ảnh đó, và bây giờ tôi sẽ tiến sát hơn đến khu vực vẫn đang tiếp tục cháy ở khu vực này để các bạn có thể cùng chứng kiến. Đây là những người lính cứu hỏa, họ đang tiếp tục theo dõi quá trình chữa cháy và những cái bùng phát có thể diễn ra nếu như những cái ngọn lửa đó bị tiếp tục bùng lên. Và các bạn thấy ở trong này, trong những cái kho hàng ở bên cạnh, đây là những container đã cháy đen và méo thép đi vì ngọn lửa có lẽ nóng hàng nghìn độ ở xung quanh và ở trong những container này bốc ra. Và các bạn thấy là những cái giỏ nhựa để đựng hàng, dường như là đựng hàng châu Á của Việt Nam để đã bị cháy đen và cháy méo rất nhiều. Và ngày hôm qua những cảnh sát chữa cháy họ đã khó khăn để dập những cái khu vực như vậy, bởi vì họ để hàng và những cái vật dụng rất sát nhau. Và các bạn thấy có cả những cái lốp ô tô, đây những cái lốp ô tô để trong này, đây là lốp ô tô, và những cái lốp ô tô này thì sẽ gây ra cháy nổ và tiếp tục gây khó khăn cho những cái người lính cứu hỏa. Và trong kia các bạn thấy những nước vẫn tiếp tục phun ra, và những cái
tấm nhựa, những cái thùng nhựa vẫn bị méo mó. Và ở đây các bạn thấy những người lính cứu hỏa họ đang tiếp tục quan sát kỹ những cái hiện trường xảy ra, và họ đang tìm hiểu nguyên nhân. Và theo chúng tôi điều tra và được biết rằng hiện nay cảnh sát đang điều tra nguyên nhân gây cháy, và những cái người hoặc là những cái cá nhân nào liên quan đến việc này chắc chắn sẽ bị đưa ra trước pháp luật. Bởi vì vụ cháy này đã gây chấn động lớn trên toàn nước Đức, với đài truyền hình của Trung ương Đức, RBB cũng như đài truyền hình ARD cũng đã đưa tin rất nhiều, và những hãng thông tấn của nước ngoài, của quốc tế đã đưa tin rất nhiều về vụ cháy này. Thì đây là cái điều mà bất lợi cho người Việt Nam của chúng ta khi kinh doanh tại nước Đức. Và đây là vụ cháy vẫn đang tiếp diễn đến ngày thứ hai, vẫn chưa thể dập tắt hoàn toàn vụ cháy. Và trong này chúng ta vẫn thấy khói bốc ra từ cái khu vực nhà kho rất nhiều. Và tôi tiếp tục đi đưa các bạn đi xem cái khu vực mà hiện nay cứu hỏa họ đang tiếp tục phun nước để chữa cháy. Đây là những đường ống cứu hỏa vòng từ xa đến để lấy nước đưa vào chữa cháy trong những cái khu vực như thế này. Và các bạn đã thấy trong kia là những người lính cứu hỏa, họ vẫn tiếp tục làm nhiệm vụ của mình. Đây, các bạn thấy cứu hỏa vẫn tiếp tục phun nước để cứu. Ở trong phía góc kho phía sau, tức là phía sau đáy của kho, thì hiện nay cứu hỏa chúng tôi đã nhận thấy là họ vẫn tiếp tục phun nước. Và những cái vòi phun nước này đã trong 2 ngày hôm nay rồi, tức là phun nước liên tục, nhưng mà những cái đám khói và đám khói vẫn đang bốc lên, và cái nguy cơ mà bùng phát trở lại thì cũng rất là lớn. Điều đó gây cái nguy hiểm cho những cái căn hộ, những cái khu giao hàng, những kho hàng và những cái công sở và những hãng xưởng xung quanh của Đức. Đây là những người lính cứu hỏa, họ đang xử lý, họ đang trông những cái phương tiện thiết bị để cứu hỏa. Và đây các bạn thấy những cái phía trên kia, các bạn thấy rất rõ là có một người lính cứu hỏa đứng tiếp tục phun nước để chữa cháy cho cái khu này. Và đây là thông tin chúng tôi cập nhật vào giờ hiện nay, hơn 12 giờ giờ Đức, có nghĩa là ở Việt Nam là hơn 17 giờ ở Việt Nam. Và hiện nay các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Thời báo.de từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, từ chỗ trung tâm thương mại Đồng Xuân, từ khu chợ của Berlin, chợ Đồng Xuân ở Berlin, nơi đã xảy ra vụ cháy được cho rằng bắt đầu từ ngày hôm qua, từ trưa hôm qua, mùng 4 tháng 7 2019, và cho đến ngày hôm nay, tức là đến ngày thứ hai, thì những cái đám cháy này vẫn tiếp tục đang được khống chế, và những cái ngọn lửa đã được dập, nhưng mà những cái đám khói và những cái vật liệu bắt lửa thì vẫn đang âm ỉ cháy phía dưới. Chính vì vậy mà họ đã phía Đức đã tiếp tục cung cấp thêm những chiếc xe ô tô, đưa những chiếc ô tô mới để đến để đưa vật dụng và những cái trang thiết bị đến để tiếp tục dập lửa và khống chế ngọn lửa ở đây. Và ngày hôm qua ban đêm hôm qua thì chúng tôi cũng đã ra khu vực này để chứng kiến việc cảnh sát vẫn tiếp tục canh giữ khu vực này để họ bảo vệ hiện trường và bảo vệ cái an toàn của những cái người dân khi mà đến đây, hoặc là những cái người chủ hộ giao hàng, những chủ doanh nghiệp Việt Nam không thể đi vào những khu vực nguy hiểm như vậy được. Đây các bạn nhìn thấy. Đây. Đấy, cảnh sát cứu hỏa vẫn đang tiếp tục phun nước, và bây giờ họ đang hạ cần xe xuống để chắc là có lẽ là để đổi ca, bởi vì là khi mà đứng ở trên cao để phun nước thì bao giờ cũng có một cái thời gian nhất định, và sau hết thời gian đó thì cái người khác sẽ được lên để thay ca và lại tiếp tục phun nước tiếp. Và cái việc phun nước này thì được kéo dài từ đến ngày hôm nay là ngày thứ hai rồi. Thì đây là một cái vụ cháy rất nghiêm trọng và gây ra cái hậu quả có lẽ là rất là lớn đối với những tài sản của người Việt Nam và những người nước ngoài thuê kho giao hàng ở đây. Ngoài ra thì cũng ảnh hưởng rất lớn đến cái hình ảnh của người Việt Nam, của các doanh nghiệp Việt Nam khi kinh doanh tại Đức, thì cũng có những cái điều là làm tạo cho cái rủi ro rất lớn khi họ kinh doanh khi ở Đức. Thì nếu mà vấn đề an toàn phòng cháy chữa cháy và vấn đề những vấn đề khác mà không được chú trọng thì những cái hoạt động của người Việt Nam, doanh nghiệp Việt Nam tới đây sẽ gặp rất nhiều khó khăn, bởi vì là khi chính quyền đã để ý và chính quyền sẽ kiểm tra kỹ hơn thì những cái hoạt động đó thì sẽ khó hơn cho người Việt Nam. Tuy nhiên với việc kiểm tra đó thì chúng ta sẽ hội nhập tốt hơn đối với quốc tế, đối với nước Đức,
và cái doanh nghiệp Việt Nam khi hoạt động và phát triển ở trên nước Đức và châu Âu sẽ có cái điều kiện tốt hơn để kinh doanh và đỡ rủi ro. Đây các bạn đang xem hình ảnh trực tiếp của khu hàng đã bị cháy, hiện nay cháy là ngày thứ hai. Và đây là những người giao hàng. Đây những người giao hàng, đây là những người xung quanh, người dân xung quanh đây họ đang đến để họ xem hiện nay như thế nào. Và tôi cũng vừa gặp một số nhà báo Đức ở đây, họ cũng đã quay lại, đến ngày thứ hai họ quay lại để họ chụp ảnh và họ để đăng tin. Thì họ cũng nói rằng là những cái thông tin này họ tiếp tục sẽ cập nhật ở trên các phương tiện truyền thông của họ. Và như vậy thì người Đức và các người dân của các nước khác ở châu Âu sẽ tiếp tục được biết những cái thông tin này. Đây các bạn đang xem hình ảnh trực tiếp của khu vực cái nhà kho hơn 5.000m2 bị cháy. Hiện nay đã cháy sang ngày thứ hai và cảnh sát thì vẫn đang ngăn, cảnh sát cứu hỏa vẫn đang ngăn và chưa cho phép vào cái khu vực này. Bởi vì như theo như chứng kiến của chúng tôi ngay tại đây thì bên trong kho vẫn bốc ra những cái đám khói. Thì đấy là cái sự nguy hiểm. Và rất nhiều container ở bên cạnh xung quanh thì có những container đã bị cháy đen. Và có những container thì cứu hỏa họ đã cắt khóa và họ mở ra để phun nước. Thì đấy là cái rủi ro có thể gặp phải nếu như những cái container này vẫn bị cháy âm ỉ ở bên trong. Thì chắc chắn là rất là nhiều người Việt Nam ở trong nước có thân nhân, có người nhà và người quen ở trong những cái ở trong những khu thương mại này thì có lẽ cũng nên có những cái lời hỏi thăm hoặc là để biết cái thông tin xem là cái người nhà của mình bên Đức có bị ảnh hưởng hay không. Và tôi đến gần hơn nữa. Đây là cái cổng chính, cái cửa này rất to. Và nó đã bị cháy sập hết rồi, mái nhà cũng bị cháy sập hết. Và không còn những cái gì che chắn nữa. Và các bạn chứng kiến những cái vỏ thép cũng đã bị méo cong đi, đổ sập xuống. Ở bên trong kia thì cái kho, nhà kho hơn 5.000m2 thì bây giờ không còn gì nữa. Và các bạn thấy khi mà thép đã nóng chảy, cháy như thế thì chắc chắn là hàng hóa và những cái vật dụng khác ở trong này đã bị sẽ bị ảnh hưởng. Và các bạn thấy cảnh sát cứu hỏa của Đức vẫn tiếp tục làm nhiệm vụ ở đây để phun nước chữa cháy. Và đây là những cái người dân, những cái chủ hộ kinh doanh hiện nay là đang rất lo lắng cho cái hàng hóa của mình, bởi vì là họ cũng đã thuê kho ở đây và cũng đã bị mất rất nhiều tiền khi mà những cái hàng hóa này bị cháy. Ngoài ra thì nó cũng phát sinh ra những cái khí độc và những cái thiệt hại về tinh thần khác và những cái người thuê ở đây phải gánh chịu. Đây là cái khu kho hàng hơn 5.000m2 đã bị cháy trụi. Đấy, và cứu hỏa Đức, cảnh sát cứu hỏa Đức vẫn tiếp tục kéo vòi để phun nước. Đấy, các bạn thấy cho cái khu vực này, bởi vì nó đã cháy sang ngày thứ hai thì cho đến lúc này thì họ vẫn phải trực ở đây để đề phòng các đám cháy sẽ bùng phát đến bất chợt. Và theo như các bạn cũng trực tiếp đã thấy, đây là cái cửa chính vào cái kho giao hàng, vào kho hàng này, và đã bị bốc cháy, khói nghi ngút và không có gì. Vâng, cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi và tôi xin phép ngừng cuộc phát hình trực tiếp ở đây và hẹn gặp lại các bạn vào chương trình lần tới. Trung Khoa Thời báo.de từ Cộng hòa Liên bang Đức. Cảm ơn các bạn. Chào các bạn.